Bị truyền hình Hàn Quốc bi kịch hóa cuộc đời, Hoa hậu Thủy Tiên nói gì? Vinh dự xuất hiện trong một chương trình được phát sóng trên đài KBS Drama của Hàn Quốc, tuy nhiên những thông tin về cuộc đời Thủy Tiên lại bị bi kịch hóa. Vừa qua, Hoa hậu Thủy Tiên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia của Hàn Quốc. Theo đó, chương trình Men Who Top The Chat phát sóng trên đài KBS Drama đã điểm qua những nhân vật, sự kiện nổi bật. Hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2021 của nàng hậu từ một cô gái nghèo phải phấn đấu kiếm tiền được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi. Nhà đài KBS còn làm hẳn một video dài để tổng hợp lại nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong suốt một năm đương nhiệm của Thủy Tiên. Tuy nhiên câu chuyện về cuộc đời Thủy Tiên lại khiến khán giả không hài lòng khi bị bi kịch hóa một cách sai lệch. Cụ thể, chương trình đưa thông tin về việc Thủy Tiên bị bỏ rơi năm 4 tuổi và trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ly hôn. Bên cạnh việc trầm trọng hóa tuổi thơ của Thủy Tiên, đài KBS cũng tập trung vào nhiều chi tiết xúc động khác nhằm lấy nước mắt của khán giả. Theo đó, chi tiết Thủy Tiên bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ cũng được nhắc tới. Ngoài ra, những hình ảnh trong show thực tế đu đêm khi đi trải nghiệm cuộc sống người lao động của Thủy Tiên cũng bị nhà đài đưa vào làm hình ảnh minh họa. Việc này cũng khiến người hâm mộ không hài lòng vì những thông tin này có thể khiến khán giả quốc tế hiểu lầm. Không chỉ thế, KBS còn gọi Thủy Tiên là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Cuộc đời của Thủy Tiên bị bi kịch hóa trên sóng truyền hình. Việc Thủy Tiên xuất hiện trên KBS khiến người hâm mộ tại Việt Nam không khỏi hãnh diện bởi KBS được biết đến là đài truyền hình quốc gia quyền lực nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên khán giả bày tỏ sự bức xúc trước cách đài truyền hình Hàn Quốc kể câu chuyện về cuộc đời Thủy Tiên. Nhiều ý kiến cho rằng dù là một đài truyền hình lớn nhưng KBS lại chưa tìm hiểu kỹ về nhân vật khiến cuộc đời của Thủy Tiên bị bi kịch hóa một cách sai lệch. Chia sẻ với phóng viên VTC News, đại diện của Thủy Tiên cho biết tất cả mọi thông tin đều do phía nhà đài tự khai thác nên phía nàng hậu không thể kiểm soát. Tất cả mọi thông tin đều do phía KBS khai thác và không có liên hệ với phía Thủy Tiên. Chính vì vậy phía chúng tôi nghĩ cũng sẽ không cần lên tiếng đính chính về việc này, phía nàng hậu chia sẻ. Mặc dù vậy người đại diện cũng tiết lộ Thủy Tiên tỏ ra khá bất ngờ và vinh dự khi biết mình xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc. Trước đó, Thủy Tiên cũng nhiều lần kể về những tháng ngày tuổi thơ khó khăn do bố mẹ ly dị từ năm cô 4 tuổi. Dù không sống cùng ba mẹ, cô vẫn rất yêu thương và thường xuyên gặp gỡ họ. Mẹ Thủy Tiên cũng từng kể lại quá trình nuôi con cực khổ năm xưa như chuyện phải nằm ở trạm y tế suốt 17 tiếng đồng hồ mới sinh ra con gái. Một mình chăm con đến 4 tuổi nhưng chưa bao giờ bỏ mặc con giây phút nào. Bà khẳng định mình chăm lo từng quyển vở cây bút, đóng các khoản chi phí ăn học cho con gái, không thiếu thứ gì. Theo mẹ Thủy Tiên, cô là người cá tính, tự lập, luôn nỗ lực làm việc hết sức mình mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Chính vì thế, bà ủng hộ mọi quyết định của con gái. Còn Thủy Tiên sau khi đăng quang Hoa hậu quốc tế luôn nỗ lực làm việc, đặt mục tiêu sớm mua nhà cho ba mẹ, người thân và lo cho họ cuộc sống đủ đầy.